chào tất cả các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục review game của GameHub.vn. Thế hôm nay thì mình sẽ giới thiệu để cho các bạn một tựa game có tên là Tiebreaker, tạm dịch là đấm mai ngói. Đây là màn hình chính của trò chơi. Chúng ta có thể thấy có rất nhiều mức để chúng ta có thể chinh phục, từ 10 đến 1000. Có lẽ là trò chơi này ngoài việc tinh mắt còn đòi hỏi cả khả năng kiên nhẫn nữa. Chúng ta hãy thử xem là mức hit này được tính như thế nào nhé. Play này, như các bạn có thể thấy là mức hit sẽ được hiện lên trên màn hình. Mỗi lần các bạn đánh được trúng cái mái ngói thì các bạn sẽ tăng cái mức mình đánh mức hit lên. Chú ý là mình vừa rồi chết ý là do là đã đấm phải cái mái ngói có gai này, hay là những cái mái ngói kiểu cong vào hay cong ra. Tóm lại là tất cả các loại trừ bằng phẳng thì chúng ta phải tránh ra nhé. Hãy thử lại nào. Các phong cảnh sẽ được thay đổi tùy theo mức của trò chơi. Cứ 10 lần các bạn qua thì sẽ đổi một người cầm. Nó là kiểu nhân vật rất là cute và dễ thương. Ngoài ra thì chế độ chơi của game này còn cho phép các bạn có thể thách thức các bạn để thách thức các bạn cùng chơi. Ví dụ như là ở chế độ multiplayer này thì các bạn sẽ chọn đối thủ và đua với nhau xem là ai sẽ là người có mức hit nhiều hơn. Khi các bạn đạt được mức hit 1000 thì chúng ta sẽ có một cái pho tượng màu vàng rất là đẹp. Có lẽ là rất là thỏa mãn khi chinh phục được 1000, mặc dù không phải ai cũng kiên nhẫn để chơi được hết trò này. Các bạn có thể kiếm tiền vàng bằng cách là mỗi lần vượt qua các mức hit này sẽ có vàng này. Vàng này dùng để làm gì? Tất nhiên sẽ là dùng để mua những con thú cưng rất là dễ thương như thế này. Thì những con thú này sẽ giúp các bạn, thứ nhất là có thể tăng về thời gian này, thứ hai là có thể tăng lượng tiền mà các bạn có được. Tóm lại ở mỗi con vật ý thì sẽ có một tác dụng khác nhau. Ngoài ra thì các bạn có thể kiếm tiền bằng cách là thực hiện nhiệm vụ hàng ngày. Ví dụ như là hôm nay mình đã chơi 10 lần sẽ được 25 vàng đó. Ngoài ra thì ví dụ chơi 50 lần này, chơi phá 100 cái ngói này, hay là thắng 5 người chơi thì các bạn có thể kiếm được tiền. Tất nhiên thì tiền này là tiền ảo thôi. Có một điểm rất là dễ thương của trò chơi này đó là ngoài hình hero ra thì nó có thể thay vào hình Android. Và thay vì đấm thì nó sẽ bắn tia laser. Hãy cùng thử nhìn nhé. Thách thức với mức 20 này, từ nãy giờ mình vẫn chưa qua, thật là buồn. Khi đấm được 10 mức thì nó sẽ đổi người. Đó. Và sẽ có những cái ngói khác nhau. Lại thua rồi. Và tất nhiên khi đấm vào những mái ngói không cho phép thì nó cũng sẽ chết, giống như là hero ấy. Hy vọng là game này sẽ mang đến cho các bạn một trải nghiệm vui vẻ. Hẹn gặp lại các bạn vào trong phần review game của GameHub.vn lần sau. Để cập nhật thêm những thông tin mới nhất về làng game mobile trong nước và quốc tế, các bạn có thể theo dõi tại website fanpage của GameHub.vn. Giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại!